Rồi sau một hồi đi mua vé thì mình lại tiếp tục đi vô, nhưng mà bây giờ đang đợi giờ người ta thay đổi ca gác cổng à. Hồi xưa là như vậy, mỗi ca gác thì phải qua một cái công đoạn này nè, gác cổng hồi xưa. Hồi xưa mỗi lần đổi xong phải làm thủ tục gì. Thì đúng ý này xưa. There is a kid viewing area provided in front. Make sure to keep your belongings with you at all times. Rồi, bắt đầu ta vô thôi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vô cổng chính luôn nha. Vô cung điện luôn. Mọi người vô đây rất là đông luôn nè. Chút xíu phong tục hồi xưa đó, phong tục mỗi khi chuyển ca đó. Chỉ quay lại chỉ gấp vô. Chắc mẹ đổi lính gác. Mẹ lính tuần. Hãy
giờ chị đang trọng không anh? Hồi xưa rất là nhiều lễ nha. Đi vô trong nha. Rất là đông bà con mình vô luôn mà. Một địa điểm không thể bỏ qua khi mà đến Seoul này. Ủa rồi chỗ vô làm việc là đâu? À, vô trong đây lại có một cái sân nữa. Hai đứa vô đi. Thôi đẹp quá ha. Nè đứng đây được. Rồi. Này. Người Hàn Quốc tóc là vô khám phá. Hai bên thì có hai hàng cây hoa anh đào. Dạ được được. Dạ được. Mấy chị đi, mấy chị đi. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Do là chụp hình giùm mấy cô, mấy chị. Đây mình vô. Nãy giờ mình vẫn chưa tới cái đi nãy giờ mình chưa tới cái chỗ vua. À, vô đây là không nghĩ sân nữa. À, vô hai sân, đi qua hai sân. Sân này là sân thứ ba. Rồi, vô chánh điện nha. Trời rất là nắng nhưng mà mát lắm. Chánh điện đây. Để mình vào xem chánh điện có gì nha. À,
giữa là vua ngồi đó. Bị tấn công gì sao vua lãnh đạo. Hôm qua tới ba cái sân nó vô tới chánh điện được. Hôm qua biết nhiều lính luôn ha, hồi xưa. Rồi kiến trúc rất là đặc biệt. Sơn rất là nhiều màu luôn. Rồi chúng ta qua Bình Hông nha. Ở bên đây, đây coi những ngôi nhà, chắc lẽ những cái phòng này cho phi tần rồi hay sao á. Phía sau có mấy dãy nhà nữa nè. Đó, cái này bên hông chánh điện nè. Này thì phía sau chánh điện. Rồi lớn thiệt, đi mấy chục phút luôn mà chưa hết giáp nữa. Phía sau này có một dãy núi nè. Rất là lớn luôn. Này làm bằng đá không à, rất kiên cố luôn. Đây thì có dãy phòng. Nhìn thôi cũng không hiểu ngày xưa là như thế nào á. Những cô chú anh chị mình đi tham quan để có dịp mình đi đến đây thì mình sẽ thấy được những cảnh này thực tế nè. Ở phía sau còn dãy nữa, hai bên nữa rất là lớn luôn. Nhưng mà đi hoài thì còn hoài. Người ta không cho mình vô cái phòng này coi bên trong phòng là cái gì ha. Đây là nhựa gỗ. Đây hoa đào nở nè, hoa trời lớn luôn. Còn phía sau luôn, đi hoài còn hoài luôn anh chị. Rồi chúng ta đi dạo ra đây ngoài vườn này xíu nữa thì hành trình của chúng ta sẽ tạm dừng cái video hoàng cung tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Hy vọng là sẽ có nhiều điều thú vị. Đó, có dịp mình đến đây mình sẽ chụp hình như thế nè. Bà con mình đứng chụp hình quá trời luôn. Một cái hoa đảo rất là lớn luôn. Còn rất là rộng.
miếng đất này rất là lớn luôn á. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.